Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khả năng rất cao kỷ lục về nhiệt độ sẽ bị phá vỡ trong đợt nắng nóng này. Hiện tại, nắng nóng gay gắt đã lan rộng khắp cả nước, với điểm nóng tập trung tại khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nơi ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C và có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ở mức 35 đến 40%. Các khu vực như Bắc Bộ và Nam Bộ cũng chịu đựng nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ C và có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 40 đến 45%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên cũng ghi nhận nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 45 đến 50%. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, nhấn mạnh rằng hôm qua 26 tháng 4 đã là một ngày đặc biệt nắng nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ tại Đông Hà, Quảng Trị lên tới 42,7 độ C. Ông cảnh báo rằng mặc dù ngày mai 28 tháng 4 nhiệt độ sẽ tăng cao hơn, nhưng đây vẫn chưa phải là đỉnh điểm của đợt nắng nóng hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh về ảnh hưởng của nắng nóng đối với sức khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của đợt nóng, khi hiện tượng ôm nhiệt tích tụ nhiệt trong môi trường. Cơ quan khí tượng cảnh báo về nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp. Cũng cần lưu ý rằng nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhắc nhở rằng nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm nhất. Vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ, trước ảnh hưởng của nắng nóng khắc nghiệt, khi tham gia các hoạt động ngoài trời, người dân cần chú ý đến điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù, kem chống nắng để tránh nắng. Khi ở nhà cần mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, không bó sát. Ra đường cần mặc kính, tránh quần áo quá dày hoặc tối màu, dễ bị hấp thụ nhiệt, giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý, những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi và cần uống ít nhất 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc, đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Orezon đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Đến cơ sở y tế ngay nếu có các triệu chứng sốc nhiệt. Cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có những biện pháp chống nắng, chống nóng kịp thời, phù hợp. Nắng nóng vượt lịch sử ở nhiều nơi tại miền Trung, dự báo còn tiếp tục kéo dài. Theo số liệu từ các cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Trung Trung Bộ ghi nhận mức nắng nóng kỷ lục tại 5 trạm đo, trong đó trạm Tam Kỳ ở Quảng Nam đạt nhiệt độ cao nhất trong lịch sử tháng 4. Đài khí tượng thủy văn khu vực này đã công bố vào ngày 27 tháng 4 rằng nhiều trạm đã ghi nhận nền nhiệt cao hơn bình thường từ 0,2 đến 0,9 độ C. Đại diện phòng dự báo thời tiết cho biết 5 trạm đã ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng thấy, với trạm Tam Kỳ đạt 40,5 độ C, vượt qua kỷ lục lịch sử tháng 4 0,9 độ C. Dù Đà Nẵng đã có mưa nhỏ vào tối 26 tháng 4 để hạ nhiệt, nhưng dự báo cho biết đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chịu đựng nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất lên tới 38 đến 41 độ C, thậm chí cao hơn 42 độ C. Ở Đà Nẵng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đài khí tượng thủy văn cảnh báo trong những buổi trưa và chiều, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt ở khu vực núi. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C. Khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45 độ C. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 4. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, nắng nóng có khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước, thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng gay gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng Sơn La, Hòa Bình 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C, phía Nam 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.